Thưa quý vị, thưa các bạn, Việt Nam và Liên hiệp châu Âu EU vừa đạt được bước đột phá mới quan trọng để tiến tới ký kết Hiệp định Thương mại Tự do FTA Việt Nam EU EVFTA khi hai bên thống nhất việc tách riêng nội dung bảo hộ đầu tư và cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà nước và nhà đầu tư ISDS ra khỏi EVFTA thành một hiệp định riêng, Hiệp định Bảo hộ đầu tư IPA, thống nhất toàn bộ các nội dung của IPA được tách ra từ EVFTA trước đây. Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU EVFTA được lãnh đạo Việt Nam và EU tuyên bố kết thúc đàm phán từ tháng 12 năm 2015. Với các hiệp định khác, thường mất từ 6 tháng đến 1 năm để rà soát pháp lý và có thể đi đến ký kết. Tuy nhiên, trong trường hợp này thì phức tạp hơn do EU có thay đổi về quy trình phê chuẩn các FTA. Kết quả làm việc giữa Việt Nam và EU vừa qua, hai bên đã hoàn thành toàn bộ các nội dung để có thể chuẩn bị cho việc ký kết và tiếp theo là phê chuẩn EVFTA và IPA. Thời gian tới, hai bên sẽ thực hiện các bước như EU sẽ dịch EVFTA sang 24 ngôn ngữ, còn phía Việt Nam dịch sang tiếng Việt. Sau đó, EU trình hiệp định ra Hội đồng châu Âu gồm đại diện lãnh đạo các nước EU để phê duyệt trước khi ký. Sau khi hoàn thành thủ tục, nội dung như trên, hai bên có thể chính thức ký hiệp định. Nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ, hiệp định có thể được ký kết vào cuối năm 2018, kịp trình Nghị viện châu Âu và Quốc hội Việt Nam phê chuẩn vào đầu năm 2019. Đối với IPA, quá trình phê chuẩn có thể sẽ lâu hơn vì cần tất cả các nước thành viên EU phê chuẩn thì mới có hiệu lực. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng đến quan hệ kinh tế thương mại hai bên vì Việt Nam vẫn còn các IPA đã ký với các thành viên EU. Với cái hiệp định thương mại tự do lần này mang cái tính toàn diện và có thể nói là chứa đựng những cái cải cách rất lớn kể cả của hai phía nhưng trong đó có Việt Nam thì chắc chắn rằng cái môi trường về đầu tư và kinh doanh ở Việt Nam trong một cái tổng thể của một cái môi trường của nhà nước pháp quyền ở Việt Nam sẽ được cải thiện và nâng cao rõ rệt. Bên cạnh cái EVFTA thì chúng ta còn có CPTPP và chúng ta còn có 11 cái hiệp định thương mại tự do chúng ta đã ký kết và đang thực thi thì chắc chắn nó sẽ tạo ra một cái sức hút và một cái môi trường có thể nói là có cái độ thu hút rất lớn ở Việt Nam. Trong bối cảnh Việt Nam đang tích cực đàm phán ký kết thực hiện các FTA với nhiều đối tác thương mại lớn thì EVFTA sẽ có tác động cộng hưởng với cộng đồng kinh tế ASEAN và các hiệp định FTA khác. Với cam kết xóa bỏ thuế nhập khẩu lên tới hơn 99% biểu thuế, cũng như các giá trị thương mại mà hai bên đã thống nhất, cơ hội gia tăng xuất khẩu cho những mặt hàng Việt Nam có lợi thế như dệt may, da giày, nông thủy sản, kể cả gạo, đường, mật ong, rau củ quả, đồ gỗ là rất đáng kể. Cái cơ chế ưu đãi thuế quan ở trong cái hiệp định này là có thể nói là có tính cách rất cơ bản và có lợi mang lại lợi ích rất to lớn cho các cái ngành công kinh tế của chúng ta và cho doanh nghiệp cũng như sản phẩm của chúng ta. Cái con số tạm tính mà chúng ta có thể sơ bộ ước tính từ các ngành kinh tế được hưởng lợi thì chúng ta có thể tăng trưởng đạt thêm được độ tăng thêm là khoảng độ 19 tỷ đô la Mỹ cho cái xuất khẩu trong cái năm 2019. Và tới năm 2028 thì nó tăng thêm đến tới là hơn 70 đến 75 tỷ đô la Mỹ nữa. Và vì vậy thì tôi cho rằng là cái thuận lợi cho chúng ta là rất lớn và những cái cơ hội và những điều kiện ưu đãi từ cái hiệp định này là thật sự rất đáng kể nếu như chúng ta biết cách khai thác và tổ chức cho nó tốt trong các cái khâu sản xuất, tiếp cận thị trường. Khi mà hiệp định thương mại giữa Việt Nam và EU được ký kết thì nó một cái thuận lợi rất là lớn là mở cửa cho các cái doanh nghiệp dệt may Việt Nam vào thị trường EU dễ dàng hơn. Nhưng cũng có những cái thách thức rất là lớn. Thì đối với tổng ty may nhà bè cũng chuẩn bị những cái giải pháp liên quan đến các cái việc là chất lượng, năng suất và chiến lược giá cả như thế nào để thu hút được các cái đối tác của nước ngoài. Theo nghiên cứu của các chuyên gia quốc tế, EVFTA sẽ giúp xuất khẩu của Việt Nam tăng thêm bình quân từ 4 đến 6% một năm trong vòng 10 năm kể từ khi hiệp định có hiệu lực. Giả sử EVFTA có hiệu lực vào năm 2019 thì xuất khẩu vào EU sẽ tăng thêm 6 tỷ đô la Mỹ ngay trong 1 đến 2 năm đầu tiên so với trường hợp không có FTA. Tới năm 2028 sẽ tăng thêm từ 75 đến 76 tỷ đô la Mỹ so với trường hợp không có FTA.